Hôm qua, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có một buổi họp bàn về chuyện một sản phẩm sữa nước của hãng Abbott ghi không bán ở Việt Nam hoặc Mexico. Cục Quản lý Cạnh tranh nói đây có thể là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Các cơ quan quản lý đều cho rằng từ trước đến nay chưa gặp phải việc ghi trên nhãn hạn chế thị trường lưu thông của một sản phẩm. Nghị định quy định cách ghi nhãn cũng không đề cập đến vấn đề này. Cục quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương đề nghị xem xét hành vi này dưới góc độ cạnh tranh không lành mạnh vì sản phẩm đã đưa một chỉ dẫn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cục quản lý cạnh tranh cũng cho rằng cần có những cuộc điều tra chứng minh sản phẩm theo dạng độc quyền thị trường hay không. Trước mắt, cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc bộ y tế khẳng định việc không cấp phép lưu hành cho những sản phẩm có ghi dòng chữ không bán ở Việt Nam là hợp quy định. Trước đó, Abbott tại Việt Nam giải thích nhãn hàng này chỉ có ý nghĩa xác định vùng thị trường mà nhà sản xuất chưa bán hàng. Để lưu ý khách hàng chọn đúng sản phẩm có chất lượng, không bị làm giả, hoàn toàn không mang tính kỳ thị.